Như vậy trong 12 chi nhân duyên thì các chi ái thủ và hữu là nguồn gốc dẫn sanh ra các khổ. Lại nữa, do nhân duyên 6 căn xúc, 6 trần mà khởi sanh ra các thọ cùng các tâm xả khác. Cũng có thể nói do căn trần và thức hòa hợp dẫn sanh ra các thọ cùng các tâm xả khác mà căn bản của sự hòa hợp là xúc vậy. Ngay khi xúc khởi thì liền có 6 trần y chỉ, 6 căn y chỉ và từ đó liền có 6 nhập. 6 nhập cũng tức là danh sắc, khi chưa thành tựu thì được gọi là danh sắc, khi đã thành tựu rồi thì được gọi là 6 nhập. Khi đã được thành tựu thì trong 6 nhập có 5 nhập thuộc về sắc, còn 1 nhập thuộc về danh, sắc là thân, danh là tâm của bào thai. Lại do nhân duyên có thức gá vào thai mẹ mà bào thai lúc ban đầu chẳng bị hư nát, thức này rất vi tế, được gọi là thức trung ấm. Nếu chẳng có thức gá vào thai mẹ thì bào thai chẳng có thể được hình thành, phải hội đầy đủ tất cả các nhân duyên hòa hợp mới hình thành bào thai vậy. Hỏi vì sao thức lại vào thai mẹ? Đáp: do nhân duyên có 3 nghiệp quá khứ nên khi cha mẹ giao hợp thì các nghiệp ấy liền dẫn thức vào thai mẹ. Ví như gió thổi làm lửa tắt, nhưng ở trong hư không lửa vẫn y chỉ nơi gió, nhen nhúng thêm nhiều đám lửa khác. Cũng như vậy, vì ở đời trước mỗi người đã từng đốt lên 6 thức nên khi chết gió nghiệp lại dẫn thức vào thai mẹ để thọ thân ở đời sau. Hỏi: vì sao nghiệp ở đời trước thì gọi là hữu, còn nghiệp ở đời này thì gọi là hành? Đáp: trên đây đã nói rằng do nghiệp nhân duyên đời trước mà nay có thân, bởi vậy nên nghiệp đời trước gọi là hữu. Đời quá khứ đã diệt nên nghiệp quá khứ chỉ còn là danh xuông, nhưng cái ý chí rơi rớt lại từ các nghiệp quá khứ trở thành nhân duyên cho các hành động tạo nghiệp ở đời hiện tại. Bởi vậy nên nghiệp đời này gọi là hành. Nhân duyên của hành là vô minh, hết thảy các phiền não tuy đều do các nghiệp tạo ra, nhưng nhân duyên căn bản vẫn là vô minh. Hỏi: từ vô thỉ đến nay, chúng sanh đã qua lại trong sanh tử trải qua nhiều đời nhiều kiếp. Như vậy, vì sao chỉ nói đến nguyên nhân chính của sanh tử là vô minh? Đáp: Bồ Tát tư duy về các nỗi khổ của chúng sanh, hòng giải thoát chúng sanh khỏi các khổ. Bồ Tát biết rõ chúng sanh sở dĩ ở đời này phải chịu các cảnh khổ sanh già bệnh chết, vì ở đời quá khứ họ đã tương tục sanh tâm, bởi vậy nên muốn đoạn trừ các khổ sanh già bệnh chết ở đời vị lai, thì ở đời hiện tại phải đoạn tâm tương tục khiến chẳng có sanh nữa. Ví như khi trị bệnh ở hiện tại, vị thầy thuốc giỏi đã truy tầm căn nguyên của bệnh trong quá khứ nhằm chữa trị bệnh tận gốc, lại còn ngăn chặn các khả năng phát triển của bệnh, khiến bệnh chẳng còn tái phát lại trong tương lai. Lại ví như làm rớt lửa gây ra sự cháy nhà, muốn cho cảnh cháy nhà đừng tái diễn nữa thì phải thận trọng đừng cho lửa rơi rớt nữa. Bồ Tát dạy chúng sanh diệt khổ cũng là như vậy, các khổ quá khứ đã diệt đừng để cho sanh lại, các khổ do các nghiệp nhân duyên từ đời trước mà nay đã thành tựu phải đoạn trừ, ngay ở đời hiện tại phải tận phá các nhân duyên dẫn sanh các khổ sanh già bệnh chết ở đời vị lai. Khi đã phá được pháp sanh thì các pháp già bệnh chết tự nhiên hằng dứt vậy. Bởi vậy nên muốn diệt các khổ sanh già bệnh chết ở đời vị lai phải ý nơi các nhân duyên sanh khổ ở đời hiện tại. Hết thảy các nghiệp hữu lậu đều do bốn chấp, đó là ái, phiền não, thọ và xúc. Từ bốn chấp này dẫn danh ra hết thảy các tâm sở pháp. Do các nghiệp duyên từ trước nên có xúc là liền sanh thọ, do nhân duyên có thọ mà sanh ra có ba độc cùng các phiền não khác, hết thảy các phiền não đều biểu hiện sự chấp ái vậy. Nhân duyên từ xúc là ở nơi 6 nội nhập, như trước đây đã nói, tuy bên ngoài có 6 nhập nhưng nếu chẳng có 6 nội nhập, chẳng có xúc thì các tâm sở chẳng sanh. Lúc ban đầu khi thức nhập vào thai mẹ thì thức đã cùng với danh sắc làm nhân duyên dẫn sanh 6 nội nhập. Lúc bấy giờ 6 nội nhập chỉ có danh mà chưa có dụng vì chưa được thành tựu đầy đủ. Đứa trẻ mới sanh ra đời tuy đã có đầy đủ 6 nội nhập nhưng chưa có xúc nên chưa biết được khổ và lạc. Rồi dần dần lớn lên nó đã có xúc, đã biết khổ biết lạc nhưng chưa có chấp ái sâu đậm. Đứa trẻ khi còn nhỏ tuy còn sân mà chưa có khởi các ác nghiệp, tuy có vui mà chưa khởi các thiện nghiệp. Khi thành người lớn rồi mới thật sự có thọ khổ thọ lạc. Khổ thì sanh sân, lạc thì sanh ái, thường cầu các sự vui, thường khởi bốn thủ, gồm ái thủ, dục thủ, kiến thủ và giới thủ. Khi đã có thủ mới có khởi các nghiệp thiện, nghiệp ác. Nếu một đời
Mà quán biết rõ được nghiệp nhân duyên là vô tánh thì sẽ biết rõ ở trong vạn ước kiếp cũng đều là như vậy. Ví như ở hiện tại lửa nóng thì ở quá khứ, ở vị lai lửa cũng nóng như vậy. Nếu muốn tầm cầu gốc của vô minh nhân duyên thì đương nhiên sẽ bị đọa về biên kiến xa rời đạo Niết Bàn. Vì sao? Vì nếu đọa về hỷ luận thì chẳng phải là Phật Pháp vậy. Muốn đoạn vô minh, Bồ Tát cầu thể tướng của vô minh. Khi cầu như vậy, sẽ biết rõ vô minh cũng là rốt ráo không. Kinh dạy chẳng thấy nội pháp, chẳng thấy ngoại pháp là thấy được tướng của vô minh. Bồ Tát dùng nội không quán nội pháp, thấy nội pháp rốt ráo không. Dùng ngoại không quán ngoại pháp, thấy ngoại pháp rốt ráo không. Dùng nội ngoại không quán nội ngoại pháp, thấy nội ngoại pháp cũng rốt ráo không. Như vậy là thấy được tướng của vô minh như đã nói trên đây. Kinh Đức Nữ dạy, khi đã phá được vô minh rồi, Bồ Tát cầu thể tướng của vô minh, tức thời thấy rõ thể tướng của vô minh cũng chính là thật tướng của các pháp. Đây là pháp quán thật tế. Với pháp quán này, Bồ Tát thấy rõ các pháp đều là như huyễn như hóa. Chúng sanh do tâm điên đảo nên khởi ra các phiền não, tạo ra bao nghiệp, bao nhiêu nghiệp tội, khiến phải chịu luân hồi trong năm đạo chúng sanh tương tục, chịu các khổ sanh tử. Ví như con tằm tự nhả tơ để trói buộc lấy mình, cũng như vậy khi mới sanh ra đời, phàm phu chưa có các phiền não, nhưng dần dần tự tạo ra các phiền não, khiến chân tâm bị che lấp để rồi tự trói buộc mình vào trong sanh tử luân hồi. Bồ Tát quán biết rõ các pháp từ nguồn gốc vốn là không, biết rõ chúng sanh chỉ vì lầm chấp điên đảo mà phải thọ các khổ, nên đã phát đại bi tâm vì chúng sanh cầu thật pháp hành bát nhã ba la mật. Khi đã thông đạt thật tế rồi, Bồ Tát giáo hóa chúng sanh khiến họ được an trú trong thật tế, vì an trú trong thật tế mới chẳng có lầm lỗi. Lại nữa, kinh dạy nếu thật tế và chúng sanh sai khác nhau thì Bồ Tát chẳng hành bát nhã ba la mật. Nhưng vì thật tế và chúng sanh đều là rốt ráo không, nên Bồ Tát mới vì lợi ích chúng sanh mà hành bát nhã ba la mật. Nếu chúng sanh là thật có thì Bồ Tát chẳng có thể vì chúng sanh tu thật tế được, vì chúng sanh là rốt ráo không và thật tế cũng là rốt ráo không. Chúng sanh và thật tế chẳng có sai khác nên Bồ Tát mới có thể vì chúng sanh mà hành thật tế vậy. Bồ Tát hành bát nhã ba la mật mới có thể đưa chúng sanh ra khỏi điên đảo, kiến lập họ nơi thật tế mà chẳng phá hoại thật tế vậy. Ngài Tu Bồ Đề hỏi, nếu chúng sanh tế và thật tế chẳng có sai khác nhau thì kiến lập chúng sanh nơi thật tế là kiến lập thật tế nơi thật tế vậy? Thật chẳng thể làm như vậy được, ví như ngón tay chẳng có thể tự chỉ ngón tay được vậy. Phật dạy, đúng như vậy, chẳng có thể kiến lập thật tế nơi thật tế. Thế nhưng Bồ Tát hành bát nhã ba la mật dùng các phương tiện mà kiến lập chúng sanh nơi thật tế. Ở nơi thật tế thì chúng sanh tế cùng thật tế chẳng sai khác nhau, vì đều là bất khả đắc cả. Chúng sanh và thật tế chỉ là một tánh nên chúng sanh tế chẳng phá hoại thật tế vậy. Bồ Tát biết rõ hai pháp đó chẳng phải là một, chẳng phải là hai, là rốt ráo thanh tịnh, chẳng có hí luận. Bởi vậy nên Bồ Tát vì thương xót chúng sanh mà muốn giáo hóa họ, nhằm đưa họ ra khỏi các chấp điên đảo. Hỏi Bồ Tát dùng lực phương tiện như thế nào để kiến lập chúng sanh nơi thật tế? Đáp, Bồ Tát dùng lực phương tiện kiến lập chúng sanh nơi bố thí, dạy chúng sanh rằng bố thí là rốt ráo không, trước sau và chặng giữa đều không. Bồ Tát dạy chúng sanh bố thí nhằm dẫn dắt họ ra khỏi san tham. Thế nhưng nếu chúng sanh chấp quả báo bố thí, chấp các phước lạc ở cõi trời và cõi người, thì Bồ Tát lại dạy chúng sanh rằng nếu hưởng hết các phước lạc rồi thì sẽ phải chịu các khổ não. Các phước đức phú quý giàu sang là nhân duyên khởi sanh có tội lỗi. Do vậy mà khi đã hưởng hết các phước lạc, lại chuyển thân thọ các khổ ở địa ngục. Bồ Tát thương xót chúng sanh chỉ vì ham vui trong chốc lát mà phải thọ khổ lâu dài. Bởi vậy nên Bồ Tát vì chúng sanh nói, ở nơi thật tướng thì bố thí là rốt ráo không, chẳng có người thí, chẳng có người thọ, chẳng có Phật thí. Ở quá khứ, ở hiện tại cũng như ở vị lai, bố thí đều là vô sở hữu, là bất khả đắc. Như vậy là bố thí trước sau và chặng giữa cũng đều là rốt ráo không. Bồ Tát lại nói rằng bố thí là cửa bắt đầu dẫn vào Phật Pháp. Ở nơi thật tế thì thật tướng của các pháp đều là không. Vậy chớ nên niệm bố thí, chớ nên chấp bố thí. Chẳng niệm chẳng chấp bố thí như vậy là vào được nơi như như thể tướng của bố thí. Bố thí như vậy mới có được vị cam lồ và được thánh đạo, được quả vị cam lồ là Niết Bàn vậy. Bởi vậy nên dù an trú trong thật tế mà Bồ Tát vẫn dùng các lực phương tiện hành bố thí để độ thoát chúng sanh, hành các ba la mật khác cũng là như vậy. Ngài Tu Bồ Đề hỏi, nếu hết thảy pháp đều là tánh không, mà trong tánh không thì chẳng có pháp, chẳng có phi pháp,
cũng chẳng có chúng sanh. Như vậy Bồ Tát làm sao có thể trú trong tánh không mà cầu nhất thiết chủng trí được? Phật dạy, do Bồ Tát thường an trú trong tánh không nên mới thường hành bố thí. Ngài Tu Bồ Đề lại hỏi, ở trong tánh không thì hết thảy các pháp đều bị phá, chẳng còn gì nữa cả. Như vậy làm sao Bồ Tát có thể an trú trong tánh không để thường hành bố thí? Phật dạy, do nhân duyên Bồ Tát biết rõ thật tướng của các pháp và an trú trong đó, tức là an trú trong tánh không mà được vô thượng Bồ Đề. Bồ Tát vì chúng sanh thuyết pháp, nói hết thảy các pháp đều là tánh không, nói hết sắc thọ tưởng hành thức là tánh không, dẫn đến nói nhất thiết chủng trí là tánh không. Tánh không chẳng có trú xứ, xứ nên được gọi là pháp tánh thường trú, chẳng có sanh diệt, chẳng có cấu tịnh, chẳng có tăng giảm. Tánh không cũng được gọi là thật tướng pháp. Bồ Tát trú nơi tánh không, chẳng thấy có chướng ngại, chẳng thấy có pháp chướng ngại, nên dù biết rõ chúng sanh là rốt ráo không, mà vẫn có thể dùng các lực phương tiện độ thoát chúng sanh. Hỏi, nếu pháp và chúng sanh bản lai đều là không, thì ai dùng lực phương tiện, ai được độ thoát? Đáp, tánh không chẳng có tánh tướng, nếu chấp tánh không có tánh tướng, mới nên lại hỏi. Lại nữa, khi đã vào được thật tướng pháp rồi, thì vào được tánh không, biết rõ trong tánh không là chẳng có pháp, chẳng có chúng sanh, chỉ vì phàm phu chưa vào được thật tướng nên mới ước tưởng phân biệt, chấp thật có các pháp hữu vi. Bồ Tát vì chúng sanh mà nói có các pháp, có phân biệt, rồi dần dần đưa chúng sanh vào nơi thật tướng pháp, tức là nơi tánh không vậy. Bồ Tát an trú trong tánh không nên mới dùng được phương tiện độ thoát chúng sanh. Trong kinh Phật dạy, trong tánh không đó thì chúng sanh là bất khả đắc, sắc dẫn đến 80 vẻ đẹp đều là bất khả đắc cả. Thế nhưng vì muốn kiến lập chúng sanh nơi thật tế nên Bồ Tát phải vì chúng sanh nói thế đế, chẳng phải là đệ nhất nghĩa đế vậy. Phật hỏi, các người hóa có được đạo chăng? Ngài Tu Bồ Đề đáp, chẳng được vậy. Vì các người hóa chẳng có căn bản thật sự, hết thảy các pháp đều là tánh không nên cũng chẳng có căn bản thật sự. Phật dạy, Bồ Tát hóa độ chúng sanh cũng là như vậy. Chúng sanh và các pháp đều chẳng có căn bản thật sự, mà chúng sanh điên đảo chấp là có. Này Bồ Tát muốn đưa chúng sanh ra khỏi các chấp điên đảo, nên vì họ nói pháp không điên đảo, ở nơi chỗ không điên đảo chẳng có ngã, chẳng có chúng sanh, dẫn đến chẳng có tri giả, chẳng có kiến giả. Các pháp tùy chỉ một tướng nhất tướng mà chúng sanh điên đảo chấp có rất nhiều tướng. Bồ Tát trú trong tánh không phá các vọng chấp của chúng sanh mà chẳng phá chúng sanh. Ở ngay nơi tướng chúng sanh điên đảo mà độ chúng sanh ra khỏi tướng điên đảo, ra khỏi các pháp hữu lậu và an trú họ trong pháp vô lậu. Các pháp vô lậu mà Bồ Tát dùng để giáo hóa chúng sanh như bốn niệm xứ, dẫn đến tám thánh đạo vân vân, đều y theo thế đế sanh diệt mà nói ra nên chẳng bằng được đệ nhất nghĩa đế vậy. Hỏi, thế nào gọi là tánh không, thế nào gọi là Bồ Tát đạo? Đáp, ở nơi thế tục đế thì có phân biệt giữa tánh không và Bồ Tát đạo. Ở nơi đệ nhất nghĩa đế thì chẳng có phân biệt. Thật tướng các pháp tức là tánh không, Bồ Tát hành các pháp chỉ để cầu tánh không, nên nói chẳng vì Bồ Tát đạo mà chỉ vì tánh không vậy. Trước sau chỉ vì tánh không mà tu, nên là thường không, là chẳng có chỗ sở tác, vô sở tác, chẳng phải do lực trí tuệ mà là tự không, tánh không tự là như vậy. Phật và Bồ Tát dùng lực trí huệ dạy cho chúng sanh biết như vậy là tự phá chấp điên đảo, ví như tánh của hư không là thường thanh tịnh. Bồ Tát thuyết pháp chỉ cho chúng sanh biết tự tánh của các pháp là rốt ráo không, cũng ví như gió thổi phá đám mây mù khiến hư không trở lại thanh tịnh như trước. Bồ Tát biết rõ tánh không nên được đầy đủ các đạo, độ thoát chúng sanh thanh tịnh Phật độ. Bồ Tát được vô sanh pháp nhẫn vào như huyễn đạo mà hành Bồ Tát đạo, do vậy mà thọ đủ các hình tướng trang nghiêm. Phật dạy hết thảy pháp đều là tánh không và tánh không là chân thật pháp. Người được pháp ấy gọi là Phật, lìa tánh không ra thì chẳng có được đạo quả. Vì sao? Vì lìa tánh không tức là có chấp tướng tức là chẳng có đạo quả vậy. Nếu lìa tánh không mà bố thí chỉ giới vân vân thì tuy chẳng bị đọa về các đường ác, tùy được hưởng phước sanh lên cõi trời, nhưng khi hết phước rồi thì cũng vẫn phải bị đọa trở lại. Trái lại, nếu hành tánh không mà chẳng chấp tánh không thì đó tức là niết bàn vậy. Nếu hành pháp không mà còn có chấp thì rất dễ bị thối tâm, nếu hành pháp không mà còn có chấp thì chẳng có bị lỗi lầm nên chẳng có thối tâm. Ngài Tu Bồ Đề thưa, thật là hy hữu, Bồ Tát hành tánh không như vậy mà chẳng hoại tướng tánh không, vì sắc khác, chẳng khác tánh không, dẫn đến vô thượng Bồ Đề, chẳng khác tánh không.
Phật dạy nếu giác khác với tánh không dẫn đến vô thượng bồ đề, khác với tánh không. Phật dạy nếu giác khác với tánh không dẫn đến vô thượng bồ đề, khác với tánh không thì bồ tát chẳng có thể được nhất thiết chủng trí. Vì giác dẫn đến vô thượng bồ đề chẳng khác tánh không, nên bồ tát biết rõ hết thảy pháp tánh không mà phát tâm cầu vô thượng bồ đề. Vì sao? Vì ở trong đó chẳng có pháp gì là thật là thường cả. Vì phàm phu chấp ngã, chấp các nội ngoại pháp, nên chẳng có thể được giải thoát khỏi sanh già bệnh chết vậy. Trái lại, Bồ Tát hành tánh không hòa hợp với sáu pháp ba la mật, nên chẳng hoại hết thảy các pháp tướng. Vì sao? Vì thật tướng các pháp tức là tánh không. Tánh không chẳng hoại tánh không, giác chẳng hoại tướng giác không, dẫn đến vô thượng bồ đề chẳng hoại tướng tướng vô thượng bồ đề không. Nơi đây Phật dùng thí dụ nội hư không chẳng hoại ngoại hư không, vì đồng một thể vậy. Ngài Tu Bồ Đề hỏi, nếu các pháp đều là không, là vô phân biệt, thì Bồ Tát đi chỗ nào mà cầu vô thượng Bồ Đề? Phật dạy, nếu hành hai tướng thì chẳng có được vô thượng Bồ Đề, nếu chẳng dùng hai tướng mới có được vô thượng Bồ Đề. Chẳng phải ở nơi sắc dẫn đến, chẳng phải ở nơi trí huệ mà hành trí huệ. Hành trí huệ là chẳng phải vì thủ mà hành, cũng chẳng phải vì xả mà hành. Ngài Tu Bồ Đề hỏi, nếu chẳng phải vì thủ, cũng chẳng phải vì xả mà hành Bồ Đề, thì Bồ Tát hành Bồ Đề ở chỗ nào? Nên biết thủ là chấp, xả là chẳng chấp, hành thủ là hành hai tướng, hành xả là chẳng hành hai tướng. Ở đây nêu lên sự phân biệt giữa hai tướng và không hai tướng, bất nhị tướng. Phật dạy, người hóa hành Bồ Đề ở chỗ nào? Hành trong thủ hay hành trong xả? Ngài Tu Bồ Đề thưa, người hóa chẳng có chỗ hành, vì chẳng có các tâm và tâm sở. Phật dạy, ở trong mộng, A-la-hán hành Bồ Đề ở chỗ nào? Hành trong thủ hay hành trong xả? Ngài Tu Bồ Đề thưa, A-la-hán chẳng ngủ, như vậy làm sao có thể hành Bồ Đề ở trong mộng, làm sao có thể hành trong thủ hay hành trong xả được? Hỏi, vì sao Phật hỏi ở trong mộng A-la-hán hành Bồ Đề ở chỗ nào? Đáp, A-la-hán đã được lậu tận, thế nhưng ở đây Phật muốn nói rõ hành mà chẳng chỗ hành, vô sở hành mới thật là hành vậy. Hỏi, đến Phật cũng còn có ngủ, A-la-hán làm sao mà chẳng có ngủ được, do đâu biết được như vậy? Đáp, Phật thường bảo Ngài A Nan rằng, hãy xếp chiếc y uất đa la tăng, vì ta cần nằm ngủ chút ít, ông hãy vì các tỷ kheo nói pháp. Lại nữa, trong kinh có nêu một chuyện sau đây, ông Tát Giả Ni Càn đến hỏi Phật, suốt đêm Phật có ngủ chăng? Phật đáp, vào cuối mùa xuân và đầu mùa hạ, thời tiết nóng bức, nên ta có ngủ chút ít để trừ các bệnh do ăn uống gây ra. Ông Tát Giả Ni Càn lại hỏi, đêm ngày ngủ mãi có phải là si tướng chăng? Phật đáp, các lậu tương tục say thân mà chẳng đoạn mới gọi là si tướng. Nếu chẳng đoạn các lậu thì dù thường chẳng ngủ cũng gọi là si. Hỏi, theo trên đây thì Phật A-la-hán đều có ngủ, như vậy thì sao Ngài Tu Bồ Đề lại nói A-la-hán còn chẳng có ngủ? Đáp, có hai trường hợp, ngủ có mộng và ngủ chẳng có mộng. Các bậc A-la-hán chẳng phải vì muốn chấp sự an ổn mà ngủ, trái lại chỉ vì muốn giữ gìn thân mà có ăn có ngủ. Đây là trường hợp ngủ chẳng có mộng. Sở dĩ Ngài Tu Bồ Đề nói A-la-hán chẳng có ngủ là vì Ngài muốn nói A-la-hán đã ly dục, đã được tâm hoan lạc nên chẳng cần ngủ nghỉ. Thế nhưng Phật cũng như chư đại A-la-hán vẫn thọ nhân pháp, thị hiện có ngủ nghỉ để dùng làm phương tiện độ chúng sanh. Ngài Tu Bồ Đề hỏi, nếu Bồ Tát chẳng tu hành thì làm sao thành tựu được mười địa, dẫn đến được vô thượng Bồ Đề? Phật dạy, đúng như vậy, Bồ Tát hành Bồ Đề là chẳng có chỗ hành, vô hành xứ. Thế nhưng nếu chưa đầy đủ mười địa sáu pháp ba la mật thì chọn chẳng được vô thượng Bồ Đề. Bồ Tát trú trong tướng sắc dẫn đến trú trong tướng vô thượng Bồ Đề mà được vô thượng Bồ Đề, nhưng chẳng xả pháp sắc cũng chẳng chấp tướng vô thượng Bồ Đề, vì tướng ấy thường tịch diệt, chẳng tăng giảm, chẳng cấu tịnh. Chỉ vì thế tục đế mà nói ra có đắc đạo hay chẳng đắc đạo, có đắc quả hay chẳng đắc quả vậy thôi. Bồ Tát được vô thượng Bồ Đề ở trong đệ nhất nghĩa đế, chẳng thấy có sắc dẫn đến chẳng thấy có vô thượng Bồ Đề. Phật muốn nói rõ sự việc trên đây nên hỏi lại Ngài Tu Bồ Đề, ý ông nghĩ sao? Khi ông đoạn giải phiền não, ông có thấy có chỗ đắc đạo chăng? Có pháp nào quyết định có chăng? Ngài Tu Bồ Đề thưa, chẳng có chỗ đắc. Vì sao? Vì con là người chú trong pháp buông vô tướng để vào đạo, thì làm sao có chấp tướng được? Phật lại hỏi, ông chẳng chấp pháp, dẫn đến vi tế pháp cũng chẳng chấp. Như vậy do đâu mà nói ông là A-la-hán? Ngài Tu Bồ Đề thưa, do thế tổ pháp mà nói con là A-la-hán, chẳng phải là đệ nhất nghĩa đế.
Chỉ có phàm phu mới chấp có được đắc, có mất thất, có chúng sinh, có Phật, có Bồ Đề. Do thế tục pháp nên nói có Bồ Tát, có hết thảy các sắc pháp. Trái lại ở nơi Bồ Đề thì chẳng có một định pháp nào cả, chẳng có Phật, chẳng có Bồ Tát, chẳng có chúng sanh, cũng chẳng có Bồ Đề vậy. Bồ Tát quán pháp Bồ Đề chẳng có tăng giảm. Vì sao? Vì các pháp tánh là thường như vậy. Bồ Tát chẳng đắc pháp tánh, huống nữa là đắc sơ địa dẫn đến thập địa, đắc sáu pháp ba la mật, đắc 37 phẩm trợ đạo dẫn đến đắc 18 bất cộng pháp. Nếu nói có chỗ sở đắc thì đó là hí luận. Vì sao? Vì ngay từ căn bản pháp tánh là bất khả đắc vậy. Bởi vậy nên Bồ Tát hành các pháp tánh được thật trí huệ, thường làm lợi ích cho chúng sanh. Hết quyển 90.